Trước khi tiến hành quyên góp, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng, tri ân sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang khi làm nhiệm vụ cứu hộ, khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Phát động kêu gọi ủng hộ, Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, đây là hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tất cả các vị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đóng góp ủng hộ từ một ngày lương trở lên. Ngày sau lễ phát động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã hưởng ứng tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tổng số tiền văn phòng quốc hội quyên góp được là 1 tỷ đồng, trong đó 907 triệu đồng được quyên góp trực tiếp và 93 triệu đồng được trích từ nguồn ủng hộ hoạt động xã hội của văn phòng quốc hội.